Sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, Saud Amsuelim, đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Chào đón ngài Đại sứ đến Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ giữa hai nước đã có nhiều phát triển. Trong đó, Ả Rập Xê Út đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chống COVID-19. Khái quát một số nét chung về Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Ả Rập Xê Út trên các lĩnh vực. Trong đó, ngài đại sứ với vai trò cầu nối sẽ hỗ trợ kết nối, giới thiệu để du khách và các nhà đầu tư Ả Rập Xê Út tìm hiểu đầu tư vào Đà Nẵng, nhất là về thương mại, du lịch, công nghệ cao, công nghệ thông tin. Đại sứ Saud Amsuelim cảm ơn sự đón tiếp chân thành của Bí thư Thành ủy và bày tỏ tin tưởng Đà Nẵng sẽ có những bước phát triển mới trong thời gian tới và là thành phố du lịch hấp dẫn. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, ngài đại sứ mong muốn kết nối phát triển quan hệ giữa các địa phương Ả Rập Xê Út với Đà Nẵng sau đại dịch, nhất là trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Ả Rập Xê Út.